Ngày hôm nay là gia đình chúng tôi sẽ lên sân thượng để thu hoạch cái chậu rau cải song, và tiện đây thì cũng sẽ xin chia sẻ với các bạn một số cái kinh nghiệm để trồng cải song ở trong chậu xốp. Các bạn chú ý theo dõi nhé, Cô chào nhá. toàn cảnh cái khu vườn nhà mình. Đây là gia đình nhà mình. Đây, bắt đầu bà xã mình sẽ thu hoạch rau cải song nhé. Đây, rau cải song trồng trong chậu rất là xanh tốt, và cái cây cải song nó dài quá cái mặt thùng xốp khoảng tầm 10 phân rồi. Thời điểm này để ăn thì gia đình mình đã thu hoạch mấy thùng rồi, còn một cái thùng này thì tiện hôm nay nghỉ thì gia đình mình sẽ thu hoạch và hướng dẫn chi tiết cái cách trồng cái rau cải song này như nào nhé. Cắt thì các bạn nên cắt sát sát gốc nhá. Tuy nhiên là vẫn để hở lên so với mặt nước khoảng tầm 3 đến 5 cm. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Rễ nó rất là dày. Rất là nhiều rễ nhá. Rễ rau cải song này. Đấy. Cắt sát vào. Sau quá trình mà các bạn cắt thì các bạn có thể là đây như cái chậu này này. Gia đình mình đã thu hoạch xong rồi, mình thu hoạch xong rồi nhá. Thì là mình sẽ rắc thêm một tí phân đạm. Chậu này cũng thế này. Mẹ nó làm cái gì lại? Rắc thêm một tí phân đạm vào thì cây nó sẽ được như này này. Sau một thời gian thì đây. Đây là cây con nhá. Cải song sau khi mà nó lên chồi mới đấy, rất là dày và sau này nó sẽ to và mập nhá các bạn nhá. Hiểu chưa? Hoàn toàn là không phải bỏ đi phần, chỉ nhặt mấy cái lá vàng đi thôi nhá, chứ còn sau khi mà mình sử dụng này, mình sử dụng để mình xào thì hoàn toàn là không phải cắt bỏ đi thêm tí nào nhá, bởi vì nó vẫn rất là non. Đấy, chỉ phải vặt đi một vài cái cuộng vàng như này thôi. Và cái đặc biệt của cái rau cải song này là nó chứa rất nhiều cái thành phần chất chống oxy hóa, và nó có cả iốt nữa, rất là tốt cho sức khỏe gia đình nhá. Nhưng mà thực tế là nhiều người ta không biết là có thể trồng được cái rau cải song này trong thùng xốp. Hiện tại là nhà mình trồng hoàn toàn trên sân thượng nhá. Đây. Đấy. Rất là nhiều. Đấy, hôm nay là cuối tuần thì cả nhà mình cùng nên thu hoạch rau sạch. Đây, bà xã mình cắt đây. Đấy, rất là chuẩn nhá. Nó chỉ còn cách mặt nước khoảng 3 đến 5 cm. Thực tế là cái rau cải song này nó không cần quá nhiều đất đâu. Đất nó chỉ là cái môi trường ban đầu để mình cắm cái thân cây vào, để cố định cái thân cây thôi. Chứ còn sau khi đấy thì là hoàn toàn cái rễ của nó hút những cái chất dinh dưỡng ở cái nước. Đấy. Đây, chậu này thì thu hoạch hôm qua. Còn chậu này thì hôm nay thu hoạch đây. Còn cái chậu này thì thu hoạch hôm kia. Đấy, còn cái chậu này thì thu hoạch cách đây 4 hôm. Và có rắc một chút phân đạm vào thì sau khi đấy thì thân thân nó đã lên như này rồi đấy. Cải song thì nó cũng nhanh nhanh được ăn lắm, khi mà từ khi mà các bạn cắm nó xuống đến khi mà nó ăn được thì nó rơi vào tầm 25 đến 27 ngày đấy nhá. Mình sẽ cắt một cái đoạn, ngắt một cái đoạn thân này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách cắm của cái cây cải song này vào trong chậu nhá. Hiện tại thì hôm vừa rồi thì mình cũng dâm thêm ba cái chậu này nữa. Đấy. Dâm thêm ba cái chậu nữa này. Đấy. Cắm thì dễ thôi. Đấy, các bạn chỉ lưu ý là cắm nghiêng nhá. Cắm nghiêng vào trong phần đất này. Đấy. Rất là dễ thôi. Cắm nghiêng như thế
Thế thôi. Đất thì mình chỉ cần khoảng tầm 7 đến 8, 5 đến 7, 5 đến 7 cm thôi. Không cần quá nhiều đất đâu. Chỉ cần một chút thôi. Đấy, để cho nó cái phần thân này này nó cố định ở dưới cái phần đất đấy. Còn sau đấy thì là cái rễ gãy xoong này, cái trách nhiệm của chịu cái chức năng của nó là nó hút hút nước và hút chất dinh dưỡng qua những cái rễ phụ như này. Những cái rễ ở trên cái thân thân cây này. Đấy. Ở những cái đoạn đốt, từng cái đốt một là nó có rất là nhiều rễ nhá các bạn nhé. Đấy, mình mới dâm mấy hôm mà trong đó thì nó đã như thế này đấy. 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 Mình trồng rất là nhiều rau sạch, hoàn toàn là rau sạch nhá. Thì để cho gia đình yên tâm sử dụng. Đây, mấy em bé này cũng rất là thích phụ giúp bố mẹ khi mà lên trên sân thượng. Đây là một cái thú vui nha các bạn nhé. Ngoài cái đảm bảo cái rau sạch ra thì đây là một cái nơi để mình giải trí, mình thư giãn những cái dịp cuối tuần hay là sau những cái giờ làm việc căng thẳng. Thôi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký giúp mình nhé để mình lấy động lực mình làm nhé. Cảm ơn các bạn nhé.